Các bạn thân mến, trên tay tôi là một cái phụ kiện rất là nhỏ, tuy nhiên là nó lại rất là hữu ích đối với những người chơi máy ảnh và cần phải setup nhiều. Đây là một cái mount hay là một cái ốc để kết nối giữa chân đèn với cái một đầu là ốc 1/4 dương. Các bạn có thể thấy là cái chân đèn này rất là thông dụng, và cái ốc để lắp vào chân đèn này nó có thể giúp chúng ta kết nối giữa cái phần này với những cái thiết bị mà sử dụng cái ốc 1/4 này đầu âm. Thì bây giờ ví dụ như là chúng ta có thể là kết nối với một cái điện thoại di động chẳng hạn. Đó, một cái giá đỡ của điện thoại di động chẳng hạn. Rất là đơn giản. Đó, như vậy là chúng ta sẽ có một cái setup giữa điện thoại di động và máy ảnh. Các bạn hoàn toàn là có thể sử dụng cái đèn flash của điện thoại đây để hỗ trợ cho máy ảnh. Cũng như là nếu như là các bạn dùng thẻ nhớ wifi hay là các thứ thì nó có thể kết nối vào trực tiếp luôn. Và chúng ta có một cái thiết bị rất là tiện dụng. Hoặc là các bạn có thể dùng cái ốc nối chân một đầu chân đèn với cả đầu dương 1/4 này để kết nối với các cái thiết bị quay nhỏ hơn chẳng hạn, ví dụ như là GoPro Hero. Các bạn có thể là setup để vừa quay toàn và vừa quay cận. Thì các bạn thấy là trong cái setup này thì chúng ta đã có một cái ống để quay chung hoặc là quay cận, cũng như là nếu mà có thể thay ống tele. Còn đây là cảnh quay toàn trên cùng một thiết bị, rất là tiện dụng phải không ạ? Cái ốc này thì các bạn có thể là gắn rất là nhiều thiết bị, bởi vì là các cái thiết bị mà nó sử dụng cái ốc 1/4 thì rất là nhiều. Ví dụ như các bạn có thể gắn màn hình LCD lên. Ở đây thì các bạn sẽ thấy là nó có một cái ốc 1/4 khá là dài cùng với hai cái vít tròn này để các bạn giữ cái độ chắc với cả thiết bị. Khi mà các bạn vặn vào và các bạn vặn sát cái ốc này thì cái thiết bị nó sẽ được khóa lại. Các bạn có thể gắn với màn hình nối dài để trên máy ảnh hoặc là máy quay phim. Hoặc là các bạn nếu mà các cái thiết bị hiện đại hơn thì các bạn có thể nối cả iPad đây cũng được. Cái setup là tùy theo các bạn thôi. Còn bây giờ tôi có thể là mô phỏng một vài cái setup để các bạn hình dung. Chúng ta thì có thể là để thêm đèn, để thêm những cái mount. Và để đặt hàng sản phẩm ốc nối giữa chân đèn với đầu dương 1/4, mời các bạn vào website icamera.vn hoặc gọi điện thoại cho hotline của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn các bạn.